Chào mừng các bạn đang xem trên kênh của mình nha các bạn. Và hôm nay thì mình đang đi quay một đàn trâu này các bạn này. Đó, kia là những con nghé này. Và kia là một đàn trâu đang ăn cỏ luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là nhiều luôn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở quê mình thì rất là nhiều trâu. Về mùa này thì mùa lúa đã gặt rồi, cho nên là trâu cũng rất là nhiều. Và những con trâu cũng rất là đẹp, rất là to. Mùa này là trâu bò sướng nhất đấy các bạn. Đấy, đây là một con trâu ăn cỏ rất là chất lượng. Đấy, đó, nó thấy mình nó đi luôn. Nó bơ mình luôn. Và kia nữa. Và đây nữa cũng là một con trâu rất là đẹp. Đấy, nó đang ăn cỏ ở vực xa. Đấy, đã ăn các bạn. Chào các bạn trâu nha, các bạn trâu đi ăn vui vẻ quá. Vừa đi ăn vừa lội dưới nước luôn nha các bạn. Đây là mấy con nghé rất xinh này.